OK, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. À, đây là một cái series mới mà Hoài thấy là thực sự rất là cần thiết luôn anh chị. À, Hoài đặt tên nó là nắm Trọn price action, à, bởi vì Hoài thấy cái nhu cầu về học price action của anh chị rất là nhiều. Vì đây là một phương pháp rất là đẹp. Nhưng mà quan trọng hơn là Hoài thấy cái cách mà anh chị anh chị đang hiểu và đang áp dụng price action đó, và đặc biệt là cái phương pháp price action của Bob Wallman là cái series hoài đã làm cái đây rất là lâu rồi và cũng là cái phương pháp mà và cái chi và cái nhánh của brushin mà hoài lựa chọn thì cái cách mà anh chị đang áp dụng performance brushin là hoài cảm thấy nó hơi bị máy móc và có vẻ như là anh chị đang áp dụng một cách rất là kiểu như là học vẹt thấy hoài làm như nào và thì thì làm theo như vậy mà không hiểu được cái bản chất và cái thực sự gọi là brushin là cái gì bởi vì thực thực tế ra Bofferman Brasson cũng chỉ là một cái trường phái trong một cái phương pháp rất là rộng gọi là Brasson thôi ngoài Bofferman ra chúng ta còn những phương pháp Brasson khác như là Brasson của Nile Fuller nè Trần Trụi nè của Lance Beck hay thậm chí là Brasson của Ali Brook tức là có rất là nhiều cái ông Brasson Trader chuyên nghiệp đó ổng tự sáng chế và ổng tự đào sâu cái phương pháp Brasson của riêng ổng nhưng về bản chất của Brasson nó vẫn chỉ là một cái trường phái rất là rộng mà thôi. Đó, cho nên ban đầu á, những cái nền những cái nền móng á, những cái viên gạch ban đầu mà anh chị chưa vững, chưa hiểu về person là gì, á, chưa hiểu cái bản chất của nó là gì và tại sao nó lại có hiệu quả thì anh chị rất là khó khi mà anh chị đào sâu về một cái phương pháp chuyên sâu như là person của Poperman. À, đó cho nên hoài thấy được cái cái cách áp dụng mà nó hơi máy móc của anh chị cho nên hoài làm ra một cái series person này gọi là nắm trọn person Dành cho tất cả những anh chị từ cơ bản À, mới và bước vào thị trường cũng có thể hiểu những anh chị nào mà đã từng giao dịch production một thời gian rồi cũng có thể xem để mà có thể nâng cao được cái kiến thức và cái nền uh, nền móng của anh chị cho nó rõ ràng hơn cho nó vững chãi hơn à, thì đây chính là cái nguyên nhân của uh, cái series này đây chính là bài số 1 của nắm trọn production và trong cái series nào sẽ nói về bản chất và nguồn gốc của phương pháp uh, giao dịch theo hành động giá chúng ta cùng đi vào video thôi ok trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm cái này rất quan trọng nha để lại comment thì hoài mới thấy được là cái hứng thú của anh chị và cái động lực của hoài dành cho cái series mới này à, bởi vì à, nếu mà không có người xem thì hoài rất là khó để mà có thể làm tiếp được đúng không ạ à? đấy à, anh chị nếu mà anh chị đã biết tới nhật hoài thì có thể là anh chị đã học qua cái series production mà hoài đã làm đã từng làm trên kênh youtube của Trader Việt rồi gồm 60 mấy video đó thì anh chị có thể coi như đây là một cái phiên bản mới của cái series đó chẳng hạn ha một phiên bản mới nâng cấp hơn bởi vì bản thân Hoài cũng đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm hơn và những cái kiến thức Brasen nó sẽ được cập nhật hơn trong tại cái thời điểm năm 2022 này và cái series person của Trader Việt thì nó cũng hơi cũ rồi cái đây mấy năm rồi tới bây giờ thì thị trường nó có nhiều biến động lớn hơn và nó có nhiều thay đổi rồi cho nên những cái quan điểm của Hoài về Uh, như thời xưa thì tới bây giờ nó sẽ có những thay sẽ có những cái thay đổi đó và hoài sẽ thiết kế cái series này sao cho tất cả những anh chị từ mới bước chân vào thị trường cũng có thể hiểu được những anh chị đã có vài năm kinh nghiệm cũng có thể hiểu để nâng cao cái cái kiến thức của mình và những anh chị nào mà đã chơi theo phương pháp Braxton của man cũng nên xem luôn bởi vì uh, khi mà chơi theo man đó là một cái nhánh chuyên sâu rồi Nhưng mà cái nền tảng thì anh chị vẫn cần phải có Đúng không ạ? Đây là comment tôi quan tâm nếu mà anh, muốn, anh chị muốn hoài Uh, tiếp tục cái series uh, nắm trọn Prashan này và Hoài đặt tên là nắm trọn Prashan cũng là uh, như một cái hình ảnh ẩn dụ mà Hoài đã từng nói nhiều với anh chị đó là anh chị phải hiểu cái phương pháp của anh chị giống như là anh chị hiểu cái lòng bàn tay của anh chị đó, là phải nắm trọn cái phương pháp đó để cho khi mà anh chị đặt tiền lên bàn cân tức là đặt tiền vào một cái tray rồi đó thì anh chị sẽ không có bị cảm xúc chi phối nữa uh, bởi vì cái niềm tin dành cho cái phương pháp của của chúng ta nó quá lớn rồi chúng ta nắm trọn nó trong lòng bàn tay rồi cho nên khi mà đặt tiền lên bàn cân chúng ta sẽ không có sợ hãi và không có lo âu nữa Đấy, bài số 1 này họ sẽ nói về bản chất và nguồn gốc ha cái gì và đi từ cái những cái nền tảng những cái viên gạch đầu tiên thì nó vẫn sẽ quan trọng hơn trong cái bài này họ sẽ nói về fraction là gì đơn giản rồi ha, rõ ràng là phải có khái niệm và nguồn gốc của nó là từ đâu ra cái thứ hai là những niềm tin của các Russian trader tất cả các Russian, Russian trader kể cả hoài đều sẽ có những niềm tin này và luôn ghi nhớ khắc ghi nó trong đầu thứ ba là tại sao chúng ta là chọn Russian mà không phải là những phương pháp khác và cái lợi thế rất là, là lớn của Russian so với những phương pháp khác và cuối cùng là bốn nguyên tắc mà các Russian trader cần phải nằm lòng khi mà sử dụng phương pháp này để mà trade chúng ta cùng đi vào cái đầu tiên Prussian là gì và nguồn gốc của nó đó những những trader mà khi mà mới bắt đầu trade, mới bắt đầu bước vào thị trường thì thường thường là gắn đủ thứ indicator lên trên biểu đồ và hoài cũng không ngoại lệ đây là một cái chạc rất là điển hình của các trader mới bước đầu mới bước chân vào thị trường họ gắn lên trên biểu đồ bollinger band nè gắn lên trên gắn vào macd gắn vào stochastic gắn thêm adx nữa với một cái niềm tin là gì khi mà gắn lên trên càng nhiều cái chỉ báo thì họ sẽ có nhiều thông tin hơn ạ, sẽ có nhiều thông tin hơn về cái câu chuyện của thị trường tại thời điểm đó và họ mong là họ sẽ đúng nhiều hơn. Đó. cái cái dự đoán của họ sẽ chính xác hơn. Nhưng mà anh chị biết không ạ, à, mỗi cái chỉ báo này á nó sẽ đưa cho chúng ta một cái mẫu thông tin khác nhau. Bởi vì mỗi cái chỉ báo này nó dùng một cái loại code, nó cũng đều lấy từ cái dữ liệu giá mà ra thôi, nhưng mà nó được biểu hiện khác nhau là bởi vì thông qua cái công thức nó khác nhau nó sẽ đưa ra những cái đường khác nhau và một chỉ báo nó sẽ cho ra một cái mẫu thông tin nhiều chỉ báo thì nó sẽ cho ra nhiều cái mẫu thông tin và mỗi cái mẫu thông tin nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ của hành động giá mà thôi. Đó, cho nên khi mà trader mà sử dụng quá nhiều chỉ báo một kết hợp lại cũng giống như là chúng ta đọc rất là nhiều mẫu thông tin không liên quan tới nhau và thậm chí là mâu thuẫn nhau. Cái này giống như là thầy bói xem voi vậy anh chị. Đó, mỗi cái mẫu một mỗi, mỗi cái mẫu chỉ báo là chúng ta sờ vào một cái bộ phận của con voi. Ghép nhiều lại thì chúng ta tổng hợp lại thì những cái thông tin nó sẽ mâu thuẫn nhau và nó sẽ khiến cho chúng ta đưa ra những quyết định rất là sai lầm đó thì đây là cái bất lợi rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng nhiều chỉ báo. Và Price and Trader thì họ lại có một cái niềm tin ngược lại, à, tức là họ hướng về những cái cơ bản nhất là chỉ sử dụng cái biểu đồ nến mà thôi, à, những cái hành vi giá thôi. Price là giá, action là hành động giá, hành vi giá. Thì price and kết hợp lại là cái sự di chuyển, cái hành vi và những cái phản ứng của giá từ khi mà chúng ta hiểu được những cái hành vi những những cái di chuyển và những cái phản ứng của giá đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái câu chuyện hiện tại của thị trường là cái gì và chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định giao dịch dựa trên cái việc đọc hiểu cái hành động giá đó như vậy nó ngắn gọn lại Braxton là những cái nghệ thuật và những cái kỹ năng trai đưa ra những tín hiệu và phân tích chỉ dựa trên dữ liệu giá hoặc là dựa chủ yếu vào dữ liệu giá mà hầu như không sử dụng hoặc là sử dụng rất là ít những cái công cụ khác bao gồm những, như là những cái indicator là những cái phân tích cơ bản là những cái tin tức nè đó như vậy Braxton Trader họ không sử dụng chỉ báo kỹ thuật quá nhiều có thể là sử dụng một đến hai chỉ báo kỹ thuật nhưng mà cái thông tin từ từ cái chỉ báo đó chỉ là phụ thôi đó. Bob Bowman cũng tương tự ông cũng sử dụng một cái đường EMA nhưng mà đó không phải là cái công cụ quan trọng nhất đối với ông để mà đưa ra tín hiệu giao dịch thì cái hành động giá vẫn là cái công cụ quan trọng nhất đường EMA chỉ là phụ và nó cung cấp thông tin thêm để cho chúng ta hiểu thêm về cái hành vi giá mà thôi đó như vậy à, đây là một cái cách phân tích Brasen rất là kinh điển của Nam Fuller đó. thay vì ông sử dụng những cái tín hiệu buy sell bằng những cái indicator thì ông sử dụng tín hiệu buy sell bằng những cái mô hình nến hay những cái setup những cái thiết lập giao dịch những cái thiết lập rất là kinh điển của Nam Fuller là pin ba nè Đấy, pin ba rồi à, pin ba đảo chiều này. pin ba đảo chiều tức là một cái thanh nến mà có cái đuôi dưới rất là dài Đó. rồi pin ba continuation tức là pin ba tiếp diễn xu hướng đây chúng ta có một pin ba tăng giá này, tiếp diễn cái xu hướng tăng này, đã có đây chúng ta có một thiết lập inside ba inside ba là họ đã nói rất nhiều rồi đúng không ạ là một nến mẹ rất là lớn và bao bọc cái nến đằng sau nó thể hiện cái sự phân vân của hành vi giá và khi giá nó break lên trên đỉnh inside ba thì ổng sẽ tiến hành vào một cái lệnh mua như vậy price and trader sẽ sử dụng những cái thông tin và những cái tín hiệu từ cái biểu đồ nến điển hình là cái biểu đồ nến để đưa ra quyết định quyết định giao dịch à, anh anh chị đừng có nhầm price and với phân tích kỹ thuật nha phân tích kỹ thuật là một cái à, trường phái rất là rộng rất là rộng để mà giao dịch dựa trên bằng những cái công cụ kỹ thuật và price and là một cái trường phái trong cái phân tích kỹ thuật rất là rộng đó và tất cả những trường phái mà chỉ sử dụng chủ yếu cái hành vi giá để làm cái công cụ để mà trade Ví dụ như là mô hình nến, nè à, rồi mô hình biểu đồ nữa thì cũng đều được gọi là Proaction hết Như vậy Proaction là một trường phái rất là rộng Nói về nguồn gốc của Proaction thì chúng ta phải nói về nguồn gốc của phân tích kỹ thuật, à, chính phân tích kỹ thuật Đó chính là ông Charles Dow, à, đây rất là nổi tiếng với uh, lý thuyết Dow À, người ta mệnh danh ông này là cha đẻ của phân tích kỹ thuật như vậy ông cũng chính là những là là con người mà đã đặt những cái viên gạch đầu tiên nền móng cho phương pháp production ở thời hiện đại đấy thì chuck Dow rất là nổi tiếng với với cái lý thuyết đau nhưng mà lý thuyết đau thì nó mang hơi nó hơi mang tính lý thuyết quá cho nên hoài không có đưa vào cái bài học này à, anh chị chỉ biết qua như vậy là được rồi đó chính là cơ bản về production à, và niềm tin của các Russian Trader tức là bất kỳ một cái cái phương pháp giao dịch nào nó cũng đều mang trong mình những cái niềm tin của những người mà tin theo cái phương pháp giao dịch đó và cái niềm tin đó càng lớn thì những cái người mà theo cái phương pháp đó họ sẽ càng dễ thành công hơn cái niềm tin đầu tiên của các Russian Trader đó là mọi tin tức và câu chuyện đã được phản ánh vào giá cho nên chúng ta không có cần phân tích những cái tin tức không có cần hiểu cái câu chuyện không có cần hiểu tại sao giá di chuyển như vậy chúng ta chỉ cần hiểu là à giá nó đang di chuyển như vậy là được rồi và do là tất cả những tin tức và câu chuyện đã được phản ánh vào giá rồi cho nên chúng ta không cần phân tích những cái tin tức và câu chuyện đó nữa đó à, cái này được giải thích rất là đơn giản ví dụ như một tin tức nó, chủ, nó được à, tung ra thị trường đi thì cái tin tức đó nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà giao dịch những nhà đầu tư và những con người mà tham gia vào thị trường đó và cái ảnh hưởng tâm lý đó nó sẽ dẫn tới quyết định cuối cùng đó là nhấp chuột buy hoặc là sell thì khi mà một nhà giao dịch họ nhấp chuột buy hoặc là sell thì họ thì anh ta đã để lại cái dấu vết của anh ta trên biểu đồ giá rồi và khi mà hàng triệu trader à rất là nhiều trader họ hành động dựa theo cái tin tức tin, tin tức đó và họ đặt cái lệnh buy và sell thì hành động giá những cái thanh nến nó sẽ ghi lại tất cả nó sẽ ghi lại tất cả những cái thông tin đó cho nên chúng ta không có cần phải đọc tin tức nữa bởi vì cuối cùng đúng không ạ cái mắt xích cuối cùng của một cái chuỗi đó chính là những cái hành động buy và sell và cái hành động buy và sell đó đã được ghi nhận trên biểu đồ rồi thì chúng ta chỉ cần đọc cái cuối cùng thôi chúng ta đâu có cần đọc cái đầu cái đầu tiên làm cái gì đúng không ạ cái nguồn gốc là tin tức đúng không ạ thì cái tin tức nó sẽ dẫn tới một cái chuỗi hành vi hành vi là dẫn tới cái tâm lý nè dẫn tới cái cái, cái quyết định giao dịch buy và sell nè và cuối cùng là đặt lệnh trên thị trường thì chúng ta đọc cái cuối cùng là ở hiển thị trên hành vi giá là đã đủ rồi đó là cái niềm tin đầu tiên à, cái niềm tin thứ hai đó là có thể đọc hiểu hành vi giá hiện tại để đưa ra một cái kỳ vọng hợp lý cho tương lai ví dụ như ví dụ như trong cái con sóng tăng mạnh này chúng ta thấy à những cái thanh nến tăng có biên độ rất là lớn có cái thân nến rất là lớn đó và những thanh nến giảm có biên độ nhỏ có cái thân nến nhỏ và phần lớn những cái đuôi, phần lớn những cái đuôi nến đều hướng xuống đó. những cái đuôi nến đều là những cái đuôi nến dưới dài cho thấy cái lực mua từ dưới đi lên và thêm nữa có những dấu hiệu nữa đó là những cái đỉnh cao hơn nè và những cái đáy cao hơn thì như vậy chúng ta thấy trong cái giai đoạn này là phe bò đang áp đảo so với phe gấu đúng không ạ đó thì đây là một xu hướng tăng khi tới cái giai đoạn này chúng ta thấy một cái pin ba có cái đuôi ngược lên trên như thế này vượt lên trên cái cái đỉnh nhưng mà đóng cửa ở bên dưới thì cho thấy à, phía trên này có một cái lực có một vùng cầu rất cái lực rất là mạnh mẽ và sau khi cái đáy đây là một cái đáy đúng không ạ bị phá vỡ xuống thì chúng ta xác nhận xu hướng tăng đã kết thúc và nhường chỗ cho xu hướng giảm đó tương tự trong cái giai đoạn bên tay phải như này con sóng bên tay phải nè có những cái đỉnh thấp hơn và những cái đáy thấp hơn cho thấy là phe gấu đang áp đảo so với phe bò như vậy sau một cái, cái 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 ví dụ mà phân tích rất là đơn giản của hoài trong cái biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy là à, chúng ta có thể đọc hiểu hành vi giá hiện tại giống như là chúng ta đang đọc một quyển sách gì vậy đó để mà đưa ra một cái kỳ vọng hợp lý cho tương lai à, bởi vì à, thị trường nó luôn luôn lặp lại chính nó mà anh chị đúng rồi, Nó luôn lặp lại những cái mô hình đã từng xảy ra trong quá khứ. Thì ở thời điểm hiện tại, mặc dù cái câu chuyện là khác, ha, mặc dù là cái cái bối cảnh lúc đó là khác, nhưng cái tâm lý của con người cũng sẽ y chang như vậy. Và nó có khả năng lặp lại. Chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta đưa ra những kỳ vọng hợp lý cho tương lai. Và anh chị nhớ là ở đây là chúng ta đưa ra một kỳ vọng hợp lý chứ không phải là một kỳ vọng chính xác nha. Hợp lý tức là khả năng nó đi theo cái đó nó sẽ cao hơn là cái kịch bản ngược lại. Đó, về mặt dài hạn thì chúng ta có thể phân tích sai, phân tích sai nhưng mà về dài hạn thì những lần đúng nó sẽ có khả năng là nhiều hơn những lần sai. Và nếu anh chị theo dõi Hoài lâu rồi thì anh chị sẽ biết là chúng ta Hoài luôn nhắc đi nhắc lại là chúng ta không cần phải phân tích đúng quá nhiều lần, chúng ta chỉ cần đúng khoảng 4/5 lần, 4 đến 5 lần trên 10 lần là chúng ta đã rất là giỏi và và như vậy là đã có thể đủ để kiếm tiền rồi. Đây chính là hai cái niềm tin rất là lớn của các Braxton Trader và chúng ta đi qua cái mục số 3. Tại sao chúng ta lại chọn Braxton mà không chọn những phương pháp khác? Đây là cái phương pháp gì mà nó có lợi thế hơn như thế nào so với những phương pháp khác? Thì qua nhiều năm giao dịch Braxton, tới năm bây giờ là năm thứ bảy của Hoài rồi, thì Hoài thấy cái điểm mạnh rất là lớn của Braxton so với phương pháp khác đó là nó sẽ giúp anh chị đọc hiểu thị trường và chỉ giao dịch khi lợi thế cao nhất thay vì chỉ tập trung vào tín hiệu buy sell, à, thay vì chỉ tập trung vào tín hiệu buy sell, thì ví dụ như đây là một cái indicator pz day trading mà hoài uh, đã từng mua cái bộ indicator pz này với cái giá là gần cả ngàn đô, thì anh chị thấy đây là những cái tín hiệu rất buy sell rất là kinh điển của một indicator mũi tên tăng là buy, mũi tên giảm là sell. nhưng vấn đề là tại sao ở đây lại có mũi tên tăng và tại sao chúng ta lại mua ở điểm này thì chúng ta lại không có hiểu đúng rồi chúng ta không hiểu cái cơ cấu và cái bản chất của indicator này tại sao lại có một tín hiệu mua ở đây à, và khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ sinh ra nghi ngờ và khi đã nghi ngờ rồi thì giao dịch về dài hạn thì sẽ thua lỗ chắc chắn là như vậy luôn tất cả những trader mà bắt đầu chơi thị trường mà chỉ chăm chăm vào những indicator mà không hiểu cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại á, thì chỉ chỉ sẽ tập trung vào tín hiệu buy sell và lúc nào cũng muốn có được một cái tín hiệu để giao dịch à, trong khi chính Jesse Livermore đã nói là một trader khi mà bắt đầu bước vào thị trường thì anh ta nên học khi nào nên đứng ngoài trước rồi sau đó mới nên học là khi nào nên vào lệnh. Đó, chính một huyền thoại đã nói như vậy. À, và ông cũng nói luôn, trading kiếm được tiền là nhờ vào 80% là nhờ vào cái việc là ngồi im chứ không phải là là là, là giao dịch tích cực, chỉ có 20% là hành động thôi. Đó, cho nên mới bắt đầu thị trường mà chỉ chăm chăm vào buy hay là sell thì về đường dài khả năng cao là sẽ thua lỗ. À, và cái production nó sẽ giúp cho anh chị thay vì chăm chăm vào tìm những cái cơ hội buy hay sell thì sẽ giúp anh chị đọc hiểu thị trường và từ đó những cái tín hiệu giao dịch nó sẽ tự nhiên xuất hiện một cách nhẹ nhàng và anh chị chỉ đơn giản là bắt lấy cái tín hiệu đó mà thôi và cái tín hiệu đó nó dựa trên cái hiểu tức là dựa trên cái cái kiến thức và cái hiểu của anh chị về cái câu chuyện thị trường ở thời điểm đó cho nên nó sẽ rất là đáng tin cậy và anh chị sẽ chấp nhận kết quả cái giao dịch đó bất kể là nó thắng hay thua nó sẽ dễ dàng hơn Ok, cái lợi thế thứ hai đó là xác định rõ ràng rủi ro. <laughs> rủi ro là risk anh chị. Đó, khi mà chúng ta đặt một cái trade là chúng ta sẽ biết chúng ta phải biết và chúng ta phải chấp nhận là nếu cái trade đó thua thì chúng ta mất bao nhiêu tiền. Thì cái số tiền mà chúng ta chấp nhận thua, chúng ta chấp nhận mất đó gọi là risk hay gọi là rủi ro. Đó, nhiều cái indicator khi mà cho tín hiệu á ví dụ như một cái giao cắt đi. Giao cắt xong, nhưng mà sau khi giao cắt rồi anh chị đặt buy đặt lệnh ở đâu và stop loss chỗ nào? chúng ta đâu có biết được đâu mà nó không có xác định một cách rõ ràng trong khi với fraction ví dụ như một cái lệnh sell ở tại cái thanh nến pin ba giảm giá này à, ngay tại cái thanh đỉnh này thì chúng ta sell stop dưới đáy và dừng lỗi chúng ta đặt phía trên đỉnh thì cái risk tức là cái rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận là cái khoản này đó và khi chúng ta đã xác nhận xác định một cách rõ ràng cái mức rủi ro như vậy thì chúng ta sẽ có thể tính ra được cái khối lượng vị thế phù hợp sao cho nó tuân thủ theo cái nguyên tắc quản lý vốn là nguyên tắc hai phần trăm đúng không ạ hai phần trăm là tức là sao là khi mà anh chị đặt lệnh á, thì anh chị chấp nhận đưa ra một số tiền chúng ta cược vào cái lệnh đó và khi nếu cái lệnh đó thua thì chúng ta mất đúng hai phần trăm tài khoản và cái khoản risk của cái phương pháp production thường là nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với cái risk của những phương pháp khác à, như ví dụ như cái kèo này thì cái risk của production nó chỉ là cái khoảng chiều dài của một thanh nến mà thôi và khi cái risk nó ngắn lại thì cái reward tức là cái lợi thế tức là cái 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 lợi nhuận cái phần thưởng á, nó sẽ tự nhiên nó dài ra à, ngược lại với một phương pháp mà cái risk nó, nó lớn hơn đúng không? ví dụ cái risk nó một cái khoảng dài như thế này đi thì khi mà cái chốt lời tại đây thì cái phần chốt lời nó sẽ ngắn lại đó về dài hạn nha về dài hạn thì cái khoảng stop loss mà càng ngắn ngắn nhưng mà vẫn hợp lý nha thì cái khả năng kiếm từ tiền dài hạn nó sẽ lớn hơn đó đó chính là hai cái lợi thế rất là lớn của position trading mà ít cái phương pháp nào khác có thể giúp anh chị hiểu được Ok, và cái lợi thế số 3 nữa, cái này Hoài thêm vào thôi Đây là một cái nhận định chủ quan của Hoài Và Hoài nghĩ là rất là nhiều production trader khác cũng đồng tình với cái quan điểm này Production là phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất Tinh khiết nhất là vì sao? Vì nó sử dụng cái dữ liệu thô, sử dụng cái dữ liệu đầu vào của tất cả mọi phương pháp Đó chính là giá Có rất là nhiều cái, cái trường phái khác Trường phái khác Uh, ví dụ như là là indicator nè ví dụ như là uh, sóng Elliot nè đó hay là mô hình harmonic chẳng hạn thì tất cả những cái đó đều chỉ sử dụng giá mà thôi quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là phân tích cái giá và price nó chỉ sử dụng giá cho nên nó được gọi là phân tích phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất ngay cả những indicator nó cũng sử dụng dữ liệu đầu vào là giá mà anh chị đúng không ạ nó vẫn sử dụng sử dụng dữ liệu là giá giá đóng cửa đó nhưng mà nó nó thông qua một cái lớp mà tính toán thông qua một cái công thức nào đó thì nó đưa ra những cái đường dễ hiểu hơn thì đó gọi là indicator thôi đó gọi tinh khiết nhất là như vậy và cái phần cuối cùng trong cái bài số 1 này thì đó chính là bốn cái nguyên tắc mà hãy uh, nghĩ là anh chị nên nằm lòng nên nằm lòng khi muốn học theo Braxton và trade bằng Braxton đầu tiên là hãy giữ mọi thứ đơn giản Đơn giản như gì anh chị, đơn giản giống như cái slide này của Hoài vậy đó, chỉ có chữ thôi và không có gì hết. Không có hình màu mè gì hết trơn. Bốn cái điểm quan trọng nhất. Giữ mọi thứ đơn giản. À, bất kể là anh chị trade production theo theo cái trường phái nào, theo Bowman hay là theo uh, Lansback, thì chúng ta vẫn giữ mọi thứ đơn giản. À, ngay cả khi mà Hoài phân tích theo uh, theo Bowman production, thì cách phân tích của Hoài nó vẫn đơn giản anh chị. Đó, nó vẫn đơn giản. Mặc dù là có sử dụng thông tin từ đường EMA nhưng mà cái cách sử dụng thông tin từ đường email đó nó chỉ nhằm giảm bớt đi cái tính chủ quan trong phân tích mà thôi chứ hoài không có phụ thuộc quá nhiều vào đường email để đưa ra tín hiệu giao dịch. Đúng không ạ? Những cái quyết định buy sell của hoài là phụ thuộc phần lớn vào cái cách phân tích hành động giá và cách nhận diện ra những cái cú nén chứ không phải là từ cái đường email đó. Giữ mọi thứ đơn giản. Thứ hai là trách tránh phân tích quá mức. Hoài thấy là nhiều anh chị đang bị mắc vào cái bẫy là phân tích quá mức, phân tích quá nhiều À, phân tích quá nhiều là anh chị vẽ đường này, anh chị vẽ đường kia, anh chị kẻ ra cái cái hậu hỗ trợ này, anh chị vẽ ra cái cái vùng kháng cự kia để nhằm một cái mục đích là để được đúng. Anh chị luôn luôn có một cái ham muốn là ham muốn phân tích đúng trên cái cái kèo này, cái cái, cái giao dịch này. Và khi mà đã có một cái ham muốn phân tích đúng rồi á thì anh chị sẽ dẫn tới một cái kết cục đó là gồng lỗ và chốt non. Luôn luôn là như vậy. Vì sao? Vì khi mà anh chị bị lỗ bị âm trạng thái mà cộng thêm cái mong cầu là muốn phân tích đúng nữa thì anh chỉ muốn gồng cho nó quay trở lại về, về hòa vốn và thậm chí là dương trở lại đúng không ạ đâu có chấp nhận sai đâu cái thứ hai là chốt non tức là khi mà anh chị đang có lợi nhuận mở anh chị rất là sợ nó đảo chiều vì nếu mà đảo chiều thì chúng ta sẽ, sẽ sai chúng ta sẽ không được đúng nữa đó cho nên lúc nào cũng muốn là à giá nó nhích lên phát có xanh phát là chốt liền để được đúng mà đó trong khi để mà làm một trader giỏi thì chúng ta cần phải làm ngược lại đó là chúng ta lỗ, chúng ta chấp nhận sai và chúng ta gồng lời, gồng lời cho tới khi nào chạm take profit. Đó, nó đang đi ngược lại với cái tâm lý chung của 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 loài người của cả loài người luôn á. Cho nên mới gọi đây là cái cái nghề khó là như vậy. Chúng ta đang đi ngược lại với cái tâm lý chung của của một con người bình thường. Thì cái việc mà không có cần mong cầu đúng này, không có cần phân tích quá 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 nhiều này thì nó sẽ giúp cho cái cái việc phân tích của chúng ta đơn giản thôi. Đó. Và À, mỗi ngày thì hoài chỉ tốn 20 phút để mà hoài chơi thôi phân tích cả phân tích và cả đặt lệnh luôn mỗi ngày 20 phút nhìn qua một cái biểu đồ hoài tốn không tới 10 giây để quyết định được có nên giao dịch ở tại thời điểm đó hay không liếc qua phát là thấy liền anh chị không có cần phân tích không có cần kẻ gì hết trơn đó. đó. thì khi mà anh chị đạt được tới cái tầm đó là nhìn vào một cái bộ liếc phát 10 trong 10 giây quyết định ngay lập tức cần phải làm cái gì thì anh chị là đã nắm được đặt cảm được cái phương pháp đó rồi đó cái nguyên tắc số 3 đó là hiểu câu chuyện hiện tại của hành vi giá là ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu, không phải tín hiệu vào lệnh. Tín hiệu vào lệnh chỉ là cái đi theo sau thôi anh chị. À, sau khi mà anh chị hiểu được cái hành vi giá rồi và chỉ chỉ mà khi nào mà tín hiệu nó xuất hiện á thì chúng ta mới chơi thôi. Chúng ta đặt cái cái câu chuyện của hành vi giá lên hàng đầu à, chứ không phải là tìm những cái tín hiệu vào lệnh. Và cái này nó dẫn tới cái điều cuối cùng à, dẫn tới điều cuối cùng nếu một tín hiệu cần bạn phải tìm kiếm mới thấy thì đó không phải là tín hiệu tốt những cái tín hiệu tốt là những tín hiệu mà có thể gọi, gọi tiếng trong tiếng anh nó là obvious obvious tức là nó đương nhiên rồi nó rõ ràng quá tới mức mà chúng ta không có cần phải phân tích không có cần phải tìm kiếm nữa chúng ta thì chúng ta mới trai cái nên trai cái tín hiệu đó còn một tín hiệu mà anh chị phải tìm kiếm anh chị phải vẽ cái đường này à, anh chị phải vẽ cái đường kia để mong là tín hiệu nó đúng thì cái tín hiệu đó là chỉ do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi chứ thị trường nó không có cho tín hiệu đó đó đây là bốn nguyên tắc mà các reaction trader cần phải nằm lòng khi học reaction à, và đây cũng chính là kết thúc cái của cái video đầu tiên trong trong cái chuỗi là à, nắm trọn reaction à, dành cho tất cả những anh chị muốn học về reaction à, và ở đây hoài cũng muốn nói thêm đó là cái khóa học reaction thực chiến của nhật hoài À, hiện đang tuyển sinh và chỉ còn một vài slot cuối cùng thôi anh chị nhanh tay đăng ký bằng cách là nhấn nhấn vào cái link telegram hoài để ngay phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để mà đăng ký và được nhận vào ưu đại học phí nha xin chào anh chị bấm ngay cái nút uh, subscribe kênh youtube nhật hoài và để lại comment tô quan tâm chờ cái video tiếp theo nha xem cái video hoài đang để trên màn hình đó. chặng đường 6 năm của nhật hoài trong một video xin chào